Xin chào cả nhà nha. Thì cả nhà cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long á gửi đến cô gì chú bác anh chị và các bạn gần xa một ngày được dồi dào sức khỏe nha. Thì cả nhà ơi, ngày hôm nay vẫn tiếp tục đi tìm kiếm cái nguồn mật ong rừng nha cả nhà. Đó. Thì đi đến đây cũng gặp được con tổ cả nhà ơi. Mà nhưng ngày hôm nay cũng đi có mình nha cả nhà. Mưa quá trời, ngủ anh Tài anh không đi là không có mật miết gì cho nó đi gì cho nó cực. Với anh Trầm nữa nghe cả nhà, anh Trầm tóc dài của anh cũng đi bế quốc không à. Đó, nói chung anh em là không có để đi quay video đó cả nhà, là nghỉ hết nghe, để làm chuyện khác hết rồi. Đó. Thì đi đến đây cũng gặp đường tổ cả nhà. Thì cái tổ này mình cũng bắt cho ông anh nha cả nhà. Đó. Để qua cho cả nhà xem tổ ông nha. Tổ ông đóng trên cái u cả nhà ơi. Cũng gôi gôi à. Mà không biết mật mại gì không đây, mật miết gì không đây. Kìa cả nhà. Nó, nhà thấy không? Ồ nó chá. Nó cả nhà, sát bên luôn. Nó. Cũng ngon ngon cả nhà ơi. Rồi, để trang bị đồ nghề rồi. Lên chinh phục cả nhà ơi. Mình gắng mình kiếm những cái tổ ong á để chia sẻ cho cả nhà xem. Rồi, để mình trang bị đồ nghề lên. Bắt đầu lên cả nhà ơi. Lên rồi có mật miết gì không đây? Có lửa rồi, lên. Cho cả nhà xem có ổ ong nha. Bự dữ lắm. Quá trời. Rồi, để coi có mặt gì không cả nhà. Chờ chứ mưa nữa. Xíu mặt
Dạ, ông già quá trời già. Xuống. Xịu mặt hả cả nhà ơi. Trời ơi, chết luôn rồi. Một nửa xi mặt, không biết một nửa xị không nữa. Đó. Nhớ thấy không? Rồi, chạy có ăn không nha cả nhà. Nói chung là thời điểm này mà có vậy là hên rồi cả nhà ơi. Có để quay chia sẻ những cái video đó, cho cả nhà xem. Đó. Chứ nói chung là tháng này á, thì mật nó hay khô lắm cả nhà ơi. Chứ nó không có mà được như ý muốn mà vào cái tháng nắng nha cả nhà. Đó. Nói chung là vậy đi. Chết được thiệt chứ. Rồi cả nhà ơi, gặp cái tổ ong mình cũng tổ ong thứ hai nha cả nhà. Hồi nãy á, thì bắt tính bắt ổ kia làm cái đoạn clip cho cả nhà xem mà, nhưng bây giờ gặp được tổ nó quay vô cho đoạn video nó dài dài một tí nha cả nhà. Thì cũng bắt cho bà chị nha cả nhà, bà chị cũng mới đi ra đó, bà cũng cho bắt chó sủa gợn chừng thôi thôi. Kêu chủ nhà cả nhà, chủ nhà ở trong nhà hỏi rồi giờ cái mình đang bắt gợn hên xui nha cả nhà. Ổ này, ổ nãy nó cũng có mà ít nha cả nhà. Để đi chia sẻ cho cả nhà xem chứ không biết làm sao. Tháng mưa mà gọi lên đấy nha, không biết có, không biết có mà ông bận không đây nữa nè. Cái khúc này lúc cho nó cái này giật găng chứ. Mà bắt được hai tổ. Đó. Ngon ngon rồi cả nhà. Chưa biết có mặt hay là không đây nữa. Muốn ra luôn rồi. Tự túa luôn rồi nha. Ủa cần. Ủa này cũng già dữ lắm nè.
khô. Rồi, cũng được ít nữa nha, không có lý. Được cục đá nhỏ. Để cho cả nhà xem cục mặt nó đỡ ghiền nha. Được cái xị rồi nha. Mấy anh kia không biết sao nữa. Ồ, cũng vậy cái nha nè. Nó cho cả nhà xem lại cái nữa. Ngồi để cắt nha nha. Bị nó có chiều hướng nó lụm mình nè. Có anh sĩ vô cùng á nha. Nó vàng bom mặt lại á. Ít ít chứ không có nhiều. Đó. Thì cũng tạm ổn cả nhà ơi. Rồi. Bây giờ thì cả nhà cũng cho kênh Trang Bắc Vĩnh Long xin kết thúc cái đoạn video này nha. Nếu mà cả nhà có xem thì rất mong được cả nhà đồng hành cùng kênh Trang Bắc và nhớ ấn chuông để cập nhật những video mới của kênh Trang Bắc Vĩnh Long nha cả nhà. Nè cả nhà coi nó bay cả nhà thấy không? Trắng hết trơn luôn rồi.